đang ở trong tầm ngắm mà Kaixin có thể khai thác bất cứ lúc nào. Đừng nói với tôi vừa có cho mình cái top 1, bây giờ mọi chuyện sẽ là đảo ngược dành cho Navi nha. Họ ngay lập tức nốc đi được cái tên Lanren rồi, và tình huống cân bằng trở về là 3 vs 3 dành cho cả đôi bên. Yuren bắt đầu muốn đẩy xe về, cố gắng hỗ trợ người đội, và đây sẽ thì chúng ta sẽ muốn chơi đôi công với cả Navi. Và vừa rồi thì Navi bất ngờ Alia bỏ mạng lại họng súng của Jan Kopp phía Attack on Round. Họng súng ở phía bên ngoài bắn vào và Navi xoay sở trong tình huống quá lâu và bây giờ đã phải chịu thiệt thòi rồi. Nhưng đó lại là thứ mà đội hình Kaixin đang thiếu. Bây giờ họ thiếu thêm một thứ nữa, đó là cái đầu của Yuppie, và ngay lập tức anh ta phải nằm xuống rồi. Lại tiếp tục can thiệp giao tranh đến từ Attack All Round, nhưng lần này lợi thế không còn dành cho đội hình của Kaixin nữa, mà đó lại là cho Navi. 30 giây nữa thì vòng bò sẽ tiếp tục thu vào. Khi mà góc nhà đã nằm sát viền bò rồi thì hai team sẽ cần phải xoay sở thật nhanh rồi. Nhưng Navi mèo man bỏ mạng lại với Jan Kuop. Trên chặng đường di chuyển của mình cũng đang vượt ngang qua Global Esports Access. Những tờn đạn đang trả ra là rất nhiều, nhưng Yuelo, Kickstart cùng với những người đồng đội chưa ai phải mất máu cả. Một vài lượng sát thân gây ra lên trên con xe, nhưng như vậy không thể nào là đủ. XMPL nằm xuống dưới khẩu shotgun trên tay Cobra. Bây giờ Quizzy phải xử lý một mình mà thôi. Một khẩu shotgun trên tay cũng rất tự tin đến cá nhân anh chàng này. Hai tình huống knock out liên tiếp và phát đạn thứ ba kết thúc Kaixin Esports ở vị trí thứ 16. Chính xác, và thậm chí bây giờ vòng bom đã đốt tới nơi rồi. Quizzy vừa lên xe thôi thì Jim ngay lập tức tặng cho anh chàng này một phát đạn MK14 vào thẳng đầu. Attack Round đã có rất nhiều điểm từ thời điểm ban đầu, nhưng bây giờ với việc bám vào tiếng giao tranh, họ cũng đang gặp khá là nhiều sự khó khăn trước Ghibli. Lâm Bự đã phải bỏ mạng lại rồi, bây giờ Ghibli chấp thời cơ này để sát vào phía của Attack Round. Vẫn còn đó là công trình, nhưng Jayer nằm xuống. Một tiếng cố gắng đổi mạng, nhưng An Kuop bắt được vị trí của Adder. 8 kill hiện tại với Attack Round. Ghibli nằm lại top thứ 13. Đã có 9 kill cho Attack on Round rồi. Bắn ở viền vòng bo là quá tốt. Trong đó cuộc trường học đã hoàn toàn rồi, nhưng có đến 3 cái tên góp mặt ở đây. Oda là qua và cả Global Esports Set nữa. Điểm liên tục được đem về cho cả hai bên. Và với vị trí Salut 1.0 có lẽ hết hộp rồi. Và đang qua chỉ còn lại hai người tình huống này mà thôi. Ốt vẫn đang thủ lại chắc thuộc nhà bể bơi. Nhưng đừng quên vòng bo đã out. Sẽ phải có những cái tính toán để di chuyển ra khỏi vực trường học bây giờ, và thậm chí là phải cần có cho mình những chiếc xe nữa. Còn nếu chạy chay thì gần như cũng sẽ là cái kết của tôi. Và ở cuộc Roadhog cũng ao ra hoàn toàn. Cả New Happy và Heroic biết rằng anh ta sẽ cần phải bắt đi một vài thành viên về New Happy nếu muốn nuôi lại hy vọng dành cho người đồng đội của mình. Nhưng không biết được rằng Nan đã đẩy vào gần hơn. Bimi là cái tên còn sót lại cuối cùng trong đội hình của Heroic. Và cơ hội dành cho anh chàng này thì được bao nhiêu phần trăm đấy? Quay tâm đi ở một quả tham minh quá sai lầm. Và đó là cái kết dành cho Eric ở top 12. New Happy giành chiến thắng trong cuộc đối đầu 1-1. Vòng bò đến rồi, cố gắng nhất người đồng đội là không nên đâu. Và đây là hai điểm kill dành cho vị trí đối phương. Rất dễ dàng với anh chàng của Global Esports Access. Quá đơn giản mà thôi, top 11 dành cho Danawa Esports. Như đã nói, một vòng bo sẽ nổ ra rất nhiều giao tranh. Và địa hình ở đây cũng rất xấu, cực kỳ là trống trải, không có nhiều những cái vật để back up đâu. Họ sẽ cần phải có thật nhiều, thật rất ít thời gian để suy nghĩ thôi. Khi vòng bo ép đến, nhảy ra khỏi khu vực hàng rào đều có thể sẽ là free kill cho đối phương. Bắt buộc phải bỏ Relo trong thời điểm hiện tại. Đội hình của Oath Gaming không thể nào cứu dậy được người đồng đội của mình. Và thậm chí đến bản thân họ còn chẳng cứu được mình nữa, thì làm sao mà nghĩ chuyện cứu đồng đội đây. VP có lẽ đang là một đội tuyển nhận cho mình rất nhiều những điểm kill free từ những cái tên đang cố gắng tìm đường vào trong vòng bò. Oath Gaming đang dẫy dụ hai tình huống knock out liên tiếp của Snaker, nhưng chừng đó là chưa đủ. 9-16 là những gì Oath có được trong trận thi đấu lần này. Nhưng bây giờ thì Global Esports Set có một quyết định táo bạo hơn rất nhiều, là đâm thẳng về phía New Happy. Cơ hội để cây điểm kill hay gì đây, nhưng nằm quá nhanh bởi New Happy. Top 8 dành cho Global Esports Set. Một tình huống mà Global Esports Access có một quyết định có thể nói là mang tính chất tình thế. Và bây giờ New Happy cũng là điều tương tự. Và Holy Spyro liên tiếp có cho mình mạng ngục rồi. Nhưng điểm kill lại thuộc về bên phía đội hình của Etherfox 36G. Kill dành cho Spyro. Ba thành viên còn lại của MacLan vẫn đang di chuyển vào bên trong. Nhưng an toàn được bao lâu đây, khi mà những quả nết của Etherfox 36 đang có dấu hiệu là cực kỳ chính xác ở đây. Bad Clan dừng chân vị trí thứ 6. Rất nhiều điểm kill dành cho đội hình Etherfox 36 cũng như là Dignitas. Vita Pro sau khi thấy rằng cái cánh bên cạnh mình đã clear hoàn toàn, đây là thời điểm để công vào phía Genji. Nhưng Spyro bị knock out với Inonic. Lu cùng Batulin đang cùng trên con xe đã bị focus, và ngay lập tức Inonic có mặt khu vực tầng 2. Knock out vị trí của Batulin khi mà Spyro bị confirm đi. Vita Pro trong pha này, cơ hội nào cho họ đây. Lu vị trí sẽ bị lộ ra hoàn toàn sau The Smoke kia. Nét được nhồi vào nhưng nó đi quá sâu. Và sau làn smoke này, Lu vẫn tiếp tục ngồi sinh tồn. Có nick tham mình bỏ nhỏ trên tay, có vẻ như là biết rằng đối phương đang ở rất gần mình thôi. Vòng bò đã ép đến quá sâu rồi, Ionic đã bị yếu máu sân khấu mà sấy quá tốt. Nhưng vòng bò ép đến, Lu không thể làm gì được hơn nữa.
Và đây sẽ là cái top thứ 5 dành cho VTUB Pro cùng với nỗ lực của Lu. Hoàn toàn đồng ý là như vậy thôi, nhưng Genji đang gặp rất nhiều sự khó khăn trong quá trình di chuyển của mình. Inonix mở ra một vài cơ hội với việc hạ gục đi cái tên Starlord thành công, nhưng Fury cũng đã nhận ra những cái động thái này, và hướng mà họ nhắm tới lại là về đội hình của Dignitas chứ không phải là bộ đôi Genji, cùng với đó là Enterforce 36 đầu. Amnon bắt đi được trận Ashura rồi, nhưng còn đó là Pio, còn đó là Heroic. Cơ hội vẫn đang là còn Easter làm đổi. Amnon kịp thời đổi mạng, nhưng đó là tất cả gì mà anh chàng này làm được. Top 4 dành cho đội hình Enterforce 36, quyết định công vào đến từ Genji là hoàn toàn chính xác. Còn trong khi đó, đội của Dignitas cũng đã bắt đi được một thành viên bên phía Fury, và thậm chí họ knock đi được cả Inside, sẽ đẩy vào bên trong mà thôi. Nhưng đây sẽ là khoảng trống nước mở ra dành cho đội hình Genji có thể khai thác ở bên phía Dignitas. Cực kỳ khôn ngoan Dignitas khi rằng đối phương đang mất người. Iki cao cao ăn được quả nét, bu nét và cũng nằm ngay lập tức. Fury mất người rồi và chỉ còn lại một thành viên duy nhất mà thôi. Khi mà Genji đã có thể bảo toàn được lượng người rồi thì góc của Genji vẫn vào bo được. Nhưng Flat lúc này thì đang phải gặp những rất nhiều những cái áp lực mang tên Dignitas vào với những quả nết hay thậm chí là Molotov nữa. Rất khó cho Flat khi mà Dignitas nhìn vào hoàn toàn và họ sẽ cần phải xoay sở thật nhanh. Nhưng Flat knock out với Chan đến bắt giờ với quả nết tốt. Và như vậy thì Genji có chớp được cái thời gian này hay không đây? Đối phương đang thiếu người rồi. Flat knock out thêm vị trí của Sinboy. Có về cho mình được rất nhiều những cái lợi thế, nhưng sau cùng thì Dignitas đang dần quăng nó đi. Pio xuất hiện rồi, Genji đem về thêm điểm kill. Và bất ngờ đã xảy ra, Genji có rất nhiều cơ hội để đem về cái top 1. Trận thi đấu trước họ không có điều đó, lần này thì mọi chuyện có xảy ra hay không đây? Khi mà một mình cái tên Flat của Fury đang đem lại quá nhiều những thứ mà đội của Genji gặp khó khăn để làm được. Flat thậm chí hạ gục đi thêm hai người nữa cơ. Fucking thì vẫn đang án binh bất động mà thôi. Anh ta nằm sát trong bụi cỏ muốn đẩy lên bắt vào Genji. Pio nằm xuống rồi, Inimic đổi mạng là nhanh. Và 3v1 dành cho Flat. Anh ta có làm lại được những điều điên rồ mình đã làm hay không đây? Rất nhiều viên đạn được trả ra và Inimic không phạm phải sai lầm. Top 1 11 kill dành cho đội của Genji.